mọi người, Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Tân Quy Đông, một khu dân cư rất là đẹp. Tổng quy mô của khu dân cư này là khoảng gần 20 hecta. Và hôm nay là Phước Sửu đang có mặt tại một trong những công viên thuộc khu dân cư Tân Quy Đông. Và mọi người cùng theo chân Phước Sửu. Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư Tân Quy Đông này nhé. Rồi bắt đầu mình cùng di chuyển đến căn nhà này nè. Sau những giờ làm việc, căn nhà là một nơi đi để trở về với những khoảnh khắc tuyệt vời quay quần bên gia đình. Và hôm nay Bất Động Sản Tiềm Năng sẽ giới thiệu đến quý chị một căn nhà cực kỳ đẹp tại khu dân cư An Phú Hưng, Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7. Diện tích của căn nhà rất là vừa phải, ngang 4, dài 19. Tổng diện tích công nhận thổ cư 76 m². Căn nhà được thiết kế gồm một trệt, hai lầu sân thượng, 4 phòng ngủ và có toilet bên trong phòng. Hướng của căn nhà là hướng nam, sát công viên và rất là gần bờ sông, cực kỳ thoáng mát và cây xanh rất là nhiều. Căn nhà nằm trong khu Tân Quy Đông là một khu dân cư đồng bộ với rất là nhiều công viên, trường học, bệnh viện, mua sắm và được an ninh bảo vệ 24/24. Với tầm view hướng nam này, mình có thể nhìn trực diện qua Phú Mỹ Hưng là khu Hưng Gia, Hưng Phước, có rất là nhiều cây xanh dọc theo bờ sông, là một trong những nơi check-in câu cá giải trí của những tín đồ chuyên về câu cá giải trí. Căn nhà 4x19 thiết kế rất là đẹp, nội thất bên trong cao cấp, xe hơi đậu trong nhà. Giá bán của căn nhà rất là rẻ do gia chủ đang kẹt tiền chuyển nhà từ quận 7 sang trung tâm Thủ Thiêm, nên giá của căn nhà thấp hơn giá thị trường 10-20%. Quý anh chị thiện chí mua có tiền mặt hoặc là hỗ trợ với ngân hàng 75%, thì chỉ mua gặp chủ nhà để đàm phán một mức giá hấp dẫn nhất, được tặng toàn bộ nội thất. Nếu quý anh chị có nhu cầu sở hữu thì inbox ngay cho Phước Sửu. Quý anh chị cần ký gửi mua bán những cái thông tin bất động sản tại khu vực khu Nam Nhà Bè, quận 7, hãy inbox ngay cho đội ngũ Bất Động Sản Tiềm Năng. Chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện, cập nhật những thông tin mới nhất để có những cái sản phẩm cực kỳ hấp dẫn, giá cả phải chăng và nơi đầu tư sinh lời nhất cho quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Trong những video trước, Phước Sửu đã chi tiết những cái sản phẩm và những cái tiện ích kết nối vùng của khu dân cư Tân Quy Đông. Xin mời quý anh chị xem thêm ở những video kế tiếp nha. Xin chào, chúc quý anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ.